chào quý vị các bạn. Mưa dông tăng trên diện rộng là diễn biến thời tiết đáng chú ý nhất ở khu vực phía Nam trong những ngày này do tác động của giải hội tụ nhiệt đới và đới gió Tây Nam hoạt động khá mạnh nên cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60mm. Trong ngày hôm nay và 2 ngày tới thì các hình thái gây mưa vẫn còn hoạt động mạnh nên ở các tỉnh phía Nam của Tây Nguyên như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ sẽ là những vùng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngoài ra mưa còn kèm theo cả nguy cơ dông lốc và gió giật mạnh, vì thế người dân cần phải hết sức lưu ý. Mưa sẽ xuất hiện sớm ngay từ đầu giờ chiều và kéo dài liên tục đến chiều tối. Còn trong khoảng từ sáng cho đến 13 giờ trưa nay, trời hửng nắng nhẹ, gián đoạn, nên nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến là từ 26 đến 29 độ, còn ở các tỉnh thành Nam Bộ nhiệt độ từ 30 đến 31 độ. Ngoài ra, trong những ngày tới ở Nam Bộ do có mưa liên tiếp nhiều ngày, lại kết hợp với kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch, do đó nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao, các tỉnh như là An Giang, Đồng Tháp, Long An và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ. Bà con các khu vực này cần phải hết sức chú ý đề phòng. Mưa cũng là hình thái thời tiết chính tại các tỉnh thành ven biển miền Trung trong ngày hôm nay. Rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh hơn và nâng trục lên phía Bắc nên mưa dông sẽ lan rộng trên toàn vùng. Tuy nhiên thời điểm mưa diễn ra không đồng đều, về đêm và sáng mưa với lượng khá sẽ tập trung ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế và các tỉnh còn lại từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì mưa lại diễn ra từ chiều tối cho đến đêm. Trong cơn mưa dông cần hết sức đề phòng thời tiết cực đoan tiềm ẩn như là tố, lốc và cả gió giật mạnh. Do có mưa nên là nhiệt độ tại miền Trung cũng không cao. Ở các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ vào trưa chiều giảm nhẹ, chỉ từ 29 cho đến 32 độ. Còn với khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ dao động từ 30 đến 32 độ. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, ngày hôm nay thời tiết tại Bắc Bộ sẽ phổ biến trạng thái nhiều mây, mưa rào vẫn xảy ra rải rác trong ngày ở tại Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và cả khu vực thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh. Do trời nhiều mây âm u và có mưa rải rác nên nền nhiệt độ giảm nhẹ xuống khoảng từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua. Mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay chỉ khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong ngày hôm nay thì khu vực giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau đến Kiên Giang và bên vịnh Thái Lan là những vùng có mưa rào và dông khiến tầm nhìn xa thấp dưới 10 km, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm. Còn ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, từ ngày hôm nay thì mưa dông cũng tăng trở lại dưới diện rải rác, các tàu thuyền cần hết sức đề phòng với tố, lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông. Khép lại bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay của kênh VTC14 là những thông tin chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.